Hey, Phương và Giáp, hello anh em. Nay mình không nói về xe nữa, mình nói về kỹ thuật đi, xíu xíu về kỹ thuật để cho anh em được cái này, biết cái này. Tại vì hồi xưa giờ mà cũng không để ý, nhưng mà bữa nay thì có dịp thì mình cũng mở ra để làm luôn cái clip này luôn. Thì đây nè, đó anh em thấy không? Nghe cứ nó cứ cà nhấp vậy nè, đó nước ở trong nhà của mình mà nó cứ cà nhấp đó, thấy không? Đó nó nhịp nhịp đó, đó là nước trong nhà mình á, là nó cứ cà nhấp nè hoài. Đây là có bơm tăng áp, thì để cho mà nó khỏi cà nhấp vậy nè thì mình phải chỉnh, mình chỉnh sao cho nó vừa với cái lượng nước ở trong nhà của mình, thì mình phải canh từ từ, mình phải xả cái vòi sao, mình phải ví dụ như ở nhà mình canh thời điểm cao điểm nhất là bao nhiêu cái vòi để mà sử dụng, thì mình nhả cho nó, mình tăng lên cho có độ nén lò xo cho nó hợp lý để nó khỏi nhấp nhảy và nhìn khó chịu lắm, nó cứ cái giật hoài à nha. Thì đây nè, cũng đơn giản lắm anh em, nhìn này nè, ở đây thì nó có cái này nè, đó mình canh theo cái này nè, đó anh em thấy không, đây nè, đó cái mức này nè, anh em mở ra coi thì hiện tại là của mình là nó đang không phải nằm ở cái mức không, thì để cho nó khỏi vừa nhấp á thì mình cứ phải là dặn xuống dạ, đây nè, mình ép cho nó xuống đây nè, là mình dặn vô trừ nè, đó anh em thấy không, nó hết rồi nè. Còn nếu mà mình mở ra nè, đó là nó nhấp nè, đó. Còn nếu mà mình tăng xuống nè, đây thì nó sẽ đứng im, đó nó đứng nó bơm hoài luôn, nó bơm khi nào mà có áp đầy rồi thì nó sẽ ngưng, đó đây nè, áp nhiều quá nè, đó cái này là nhiều người xài quá rồi, nó thiếu là nó sẽ tiếp vậy đó, đây thấy không, thì mình tăng tiếp. Ở đây là mình đang cho một ông anh ở dưới, ổng đang xả nước để mình canh. Ở đây là nước tòa nhà nên mình canh hơi kỹ nè, thì mình cứ tăng vô thôi, mình cứ tăng vô đó, mình tăng vô, nếu mà mình còn thấy nó nhấp nhảy nhiều quá thì mình lại tăng tiếp, mình tăng chừng nào mà nó hết nhấp nhả thôi. Ở nhà mình ví dụ như mình xài nhiều nước bao nhiêu thì mình xả hết mấy cái vòi ra, rồi mình lên đây mình chỉnh khi nào thấy nó dừng ha, nó dừng rồi thì mình xài, mình để y vậy. Còn không thì mình cứ nhả ra khoảng miếng vậy cũng được, để cho nó ổn đó. Còn ở đây thì mình ở đây là nước do là công ty nên là lúc nhiều lúc ít thì mình cứ mặc nhiên mình để chế độ này luôn, mình để ngay đây luôn đó, đây là nó bơm hoài luôn á đó ha, đó ở đây là vẫn có người xài nữa, vẫn tiếp thì mình lại chỉnh tiếp. Ở đây vẫn chưa được, đây vẫn còn nhấp nhả, vẫn chưa ổn, lại tăng tiếp đó ha. Hiện tại là không có người xài, nó nhả lợi rồi. Chờ xíu ha, chờ xíu để mình gọi ông anh cái. Rồi hiện tại là cái bầu áp nó đang nhiều ha, đó thì anh em cứ nếu mà cứ nghe nhấp nhả anh em cứ cho cái vít này vô vậy chỉnh nha, nhớ là dặn ngược chiều kim đồng hồ là để cho nó khỏi nhấp nhả. Còn muốn mở ra mà mở ra để kiểm tra thì cứ mở ra nha, mở thẳng lên trên cao này nè, rồi bắt đầu là dặn ngược xuống. Rồi vậy nha, hy vọng anh em là khỏi khó chịu cái tình trạng mà cái bơm tăng áp như thế này đó, chứ đa số là bơm tăng áp như thế này là bị cái tình trạng đó. Ở nhà mình cứ mạnh dạn mình chỉnh nha. Rồi còn anh em nào mà muốn lắp bơm tăng áp mà không biết cách lắp thì cứ bỏ comment dưới, mình sẽ chỉ cho, này dễ mà à, ra mua về gắn à, có 1 triệu mấy cái anh em, là nhà làm cho nó mạnh nước, đôi khi khỏi cần mua bơm xịt rửa xe luôn, mình chơi cái này để mình rửa xe luôn cũng được, nước nhà xài chung rồi rửa xe luôn, mạnh lắm. Ở nhà của mình cũng đang xài con có 1 triệu mấy à. Rồi vậy nha anh em, bye bye.